đánh ra nhỉ? Mọi người đánh hết ra nhỉ? Dạ. Mày em quay qua quả nhiêu? Không, tụi em đứng đây để không ai vô hết nè. Chứ thầy đi cấp thật rồi, em không có đi. Đây, thấy nặng quá, đây quá là một cái nữa. Có lòng được là được rồi, mình có lòng được rồi. Rồi. Không cần ai vệ sĩ cả, không cần đi theo, không cần ai bảo vệ cả, không có để một mình con đi cất thực cái đường, con đây không giao cả, không cần ai bảo vệ cả, không cần vệ sĩ, không cần đi theo gì hết, đừng có đi theo cách 5 mét ra là được, còn 10 mét, đi sau 10 mét, đừng có đi gần gần sát sát như thế này không được. Thời gian qua, mạng xã hội sự kiện quá hot về hiện tượng Sư Minh Tuệ. Từ đó, dư luận trái chiều liên tục phát sóng đa phần có khuynh hướng tôn kính hình ảnh khổ hạnh của một nhà sư bộ hành 6 năm qua một số tỉnh thành. Tuy nhiên, cũng có một vài phản ứng trái chiều bình phẩm không tốt về công hạnh của một công dân mang tên Lê Anh Tú với tên gọi Sư Thích Minh Tuệ. Trước nhất, xin được xác định Sư Minh Tuệ là một công dân bình thường, có ăn học, có nghĩa vụ và chức vị trong xã hội. Khi ý thức về cuộc sống, đã xuất gia học đạo, từng thường trú tại tu viện Chơn Như của cố hòa thượng Thích Thông Lạc, tham khảo kinh điển Nikaya, luật tạng Bắc truyền, sống hạnh khất sĩ. Sau khi thấm nhuần giáo lý nhà Phật, người phát nguyện sống theo hạnh Đầu Đà từ thời Phật còn tại thế. Sau hai lần xin quá sen xe xuôi về miền Trung không được, tự phát nguyện suốt đời bổ hành cho đến ngày nay, và không tự nhận mình là nhà sư, chỉ xưng con với mọi người. Qua thời gian dài vẫn giữ trai tịnh, ăn ngày một bữa, không giữ tiền, ngủ ngồi, không trụ xứ nhất định, nắng mưa giải dầu để thử sức mình với đức kiên nhẫn, bị người ta đánh mà vẫn vui vẻ, không tự nhận mình là tu sĩ Phật giáo để khỏi liên lụy uy tín của nhà chùa, nhưng vẫn là sư, vẫn là tu sĩ dưới mắt mọi người dân. Bấy nhiêu đức tính đủ cho quần chúng hiểu được thế nào là một bậc chân tu. 84.000 pháp môn, tùy căn cơ mỗi hành giả thích hợp, không thể nói pháp nào, hạnh nào cao hơn pháp nào. Do tính cố chấp đố kỵ nên phân biệt, chỉ trích, phê phán một công hạnh không hợp với mình. Đáng ra, chúng ta không thực hiện những công hạnh khó làm mà người khác làm được, phải hoan hỷ tán dương mà nhà Phật gọi là tùy hỷ công đức. Sư Minh Tuệ không hề phê phán, chỉ trích ai, vì sư tự nhận mình là người đang học, đang tập những lời Phật dạy. Gọi là thằng ba trợn ôm nồi cơm điện. Ồ, đây là thánh nhân của tôi, là ngôn từ đố kỵ không nên có ở miệng một tu sĩ. Tu mục đích thánh hóa nhân cách, chả lẽ tu để thành ma đố kỵ. Một phê phán cũng từ miệng một tu sĩ khác. Tu không ở một chỗ, ôm bát đi lòng vòng. Chứng tỏ người phê phán không hiểu gì về đa hạnh của một bậc xuất ly. Còn rất nhiều phê phán bằng ngôn từ khó nghe nơi cửa miệng đồng tu. Rồi có một số được thầy mình mớm ý để những con nhan cuồng tín không biết sai đúng cũng lớn tiếng chỉ trích dạy đời Sư Minh Tuệ. Dĩ nhiên, lượng người công tâm bên vực Sư Minh Tuệ nhiều hơn kẻ chống đối. Một hiện tượng chưa bao giờ có tại Việt Nam, người dân quét đường cho sư đi qua, hàng trăm người theo sư qua địa phận của mình, được công an giao thông giữ trật tự đủ để thấy sự sáng suốt của người dân phân biệt đúng sai, chánh tà. Ngoài thành phần chống đối và ủng hộ, một vài người đem so sánh sự sinh hoạt của các tu sĩ theo nếp sống thiền môn hiện nay. Cũng không đúng, mỗi người có một công hạnh, một nghĩa vụ, một hoàn cảnh khác nhau. Không thể bảo các tu sĩ đều sống kiểu Sư Minh Tuệ khi mà Phật giáo trở thành một tôn giáo có tổ chức gắn kết với nhịp sống xã hội. Các sư ở chùa có nhiệm vụ riêng ở chùa, việc nhân cách cá nhân không đại diện cho một người mang danh tu sĩ. Bất cứ một tập thể nào cũng không thể tránh khỏi một vài cá nhân thiếu chuẩn mực đạo đức. Không vì thế mà quy chụp cho tất cả tập thể tu sĩ. Hình ảnh Sư Minh Tuệ là một trong hai mặt của tập thể tu sĩ Phật giáo. Không cái nào hơn cái nào, chúng bổ túc để điều chỉnh cho nhau, để không đi quá đà trong sinh hoạt tập thể. Người trí biết tiếp thu cái hay để điều chỉnh cho nhân cách của mình. Phủ nhận cái hay là bảo thủ, kiến thủ, giới cấm thủ sẽ bị cuộc sống đào thải. Qua ồn ào trên mạng xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra công văn gửi đến các cấp giáo hội, trong đó viết: trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường phẩm vật, thức ăn và tiền tạo ra những hình ảnh, clip
gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đoạn văn có hai vấn đề. Thứ nhất, sư Minh Tuệ không hề nhận tiền, việc dân cúng là quyền của bá tánh. Thứ hai, giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thực thể có tầm vóc và uy tín. Một cá nhân sư Minh Tuệ không thể làm lay đổ một tập thể, thì dư luận nếu có ảnh hưởng chăng là ảnh hưởng đến những vị thiếu nhân cách. Tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni, Phật tử, giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thật ra, không chỉ do sư Minh Tuệ mà họ dùng clip câu view, trước hiện tượng sư Minh Tuệ cũng có quá nhiều tai tiếng của một số tăng trong hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi. Hãy tự trách về quản lý tu sĩ và giáo dục tăng ni của ban tăng sự, ban pháp chế. Không có tai tiếng làm gì có hiện tượng câu view, ngay cả một tu sĩ sẵn sai giáo lý nhân quả, mang nhiều tài kiến hù dọa tín đồ để cúng dường đủ thứ. Rất nhiều năm mà giáo hội vẫn mặc nhiên, gây tai tiếng uy tín cho Phật giáo không ít, thì vấn đề câu view, hiện tượng sư Minh Tuệ là chuyện đương nhiên. Liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận xúc phạm giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là một ý kiến mang tính độc đoán của quyền quan liêu trong một xã hội tự do phản biện. Pháp luật có quy định nào cấm đoán các trang mạng xã hội phản ánh thực trạng xã hội? Nếu đưa ra quy định này, hạ tầng sẽ suy diễn lệch lạc, làm sai chủ trương, làm khó cơ quan chức năng, địa phương lúng túng lúc sư Minh Tuệ đi qua khi quần chúng đến ngưỡng mộ đông đảo. Nếu sợ các trang mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tự mình giải quyết tháo gỡ, sau lại phải yêu cầu chính quyền? Tóm lại, so với công văn của ban tôn giáo chính phủ về hiện tượng sư Minh Tuệ rất dè dặt và tế nhị, thì ngược lại, văn thư của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có quá nhiều mâu thuẫn sai sót, dễ gây phản ứng kép hiện nay trên mạng xã hội. Tốt nhất, hãy ổn định nội bộ, tránh những tai tiếng nội bộ, trong sạch hóa nội bộ, tự khắc sóng yên biển lặng, không cần phải lo sợ các trang mạng xã hội hiện nay. Sư Minh Tuệ, cơn mưa rào quý hiếm. Trong vài năm qua, Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã chứng kiến những năm tháng biến động đau thương mất mát. Dịch bệnh Covid cướp đi sinh mạng hơn 15 triệu người trên toàn thế giới. Cuộc chiến tranh Nga, Ukraine, Israel và Hamas, nội chiến Myanmar khiến hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu người ly tán, bỏ nhà bỏ cửa, ra đi vô định. Covid qua đi, khủng hoảng kinh tế ập đến, thất nghiệp tràn lan, khủng hoảng tinh thần, trầm cảm, stress, biến đổi khí hậu, hạn hán, ngập mặn. Trong nước, hàng loạt vụ án tham nhũng siêu lớn, có vụ như SCB gây thiệt hại lên đến 27 tỷ USD, vụ án Trịnh Văn Quyết, vụ án Tân Hoàng Minh, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Phan Quốc Việt và một loạt đại gia đã khiến nhiều đại gia lãnh đạo kẻ mất mạng, người mất chức, tù đầy. Có lẽ do lòng tham ích kỷ cao ngút trời, sâu thẳm không đáy. Nhiều người bất chấp lương tri, lợi dụng khó khăn thảm cảnh của đồng loại để kiếm chác. Người ta có thể nhận tham ô hàng triệu USD trong khi vô số bệnh nhân thở máy chờ chết, chờ chuyến bay giải cứu. Có lẽ sự vô cảm đã che lấp tâm tánh từ bi của nhiều người. Nhớ lại những hình ảnh container đựng xác người, những lò thiêu người quá tải, những cuộc chạy nạn của các gia đình trên ô tô, xe máy, xe đạp trong đêm tối. Trên đường đèo trốn Covid, chúng ta mới thấy khổ đau tràn lan dưới muôn ngàn tướng trạng sai biệt khác nhau. Lời Phật dạy về khổ đế và nguyên nhân của sự khổ có lẽ đã hiện rõ vào tim óc của người Phật tử. Sự thống khổ của hiện thực đời sống, sự khô khan chai sạn của tâm hồn đã khiến người ta luôn khao khát và hy vọng một điều gì đó mang lại an lành mát mẻ. Sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trong bối cảnh đó. Cơn mưa rào mang tên Minh Tuệ. Với sự trợ duyên của nhiều YouTuber, sư Minh Tuệ nhanh chóng trở thành một luồng gió mát, một cơn mưa rào, một sự chấn động thức tỉnh. Hình ảnh đôi chân trần, y áo vá, một cái ruột nồi cơm điện, ăn ngày một bữa, khất thực qua ngày, không cầm tiền, không tích trữ đồ ăn. Sư mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người. Khuôn mặt tươi vui không hề lo âu bởi áp lực của cuộc sống. Thanh thản đi giữa con đường trưa nắng chang chang, làm bừng lên sự rạng rỡ hình bóng của người khất sĩ. Cái y áo vá trở thành linh thiêng sống động và thậm chí huy hoàng. Sư thực hành hạnh ngủ ngồi ở nghĩa địa, gốc cây, ngôi nhà trống, rừng núi, đã làm sống lại hình ảnh du tăng khất sĩ của Phật Thích Ca Mâu Ni thuở nào. Sư đã khiến cho bao người dấy lên trăn trở về ý nghĩa thực sự của đời người. Những người vốn khắc khoải thánh thiện, bình an vượt lên ma lực đồng tiền, quyền lực, ích kỷ ngã mạn. Sư đã làm rúng động hàng triệu con tim của người Việt Nam và cả trên thế giới, cho người ta hy vọng về những gì tốt đẹp đang ngày một nở hoa, bất chấp mọi gam màu xấu xí đen tối. Những bông sen sẽ vẫn mọc trên đầm lầy.
sự khiến cho những tâm hồn ngáo và nghiện kinh sách, nghiện tiền bạc, nghiện tích lũy và quyền lực trở nên xúc động, tự vấn về bản thân của mình. Ta có đang lầm đường lạc lối? Lạ lùng là có những vị sư trụ trì và các sư ở chùa to nhỏ khác nhau trên cả nước phân tập về để được đảnh lễ dưới chân của Ngài. Vì xét theo công văn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì Ngài chưa là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ta thấy chân lý Phật đã vượt lên những thủ tục lễ nghi, giấy tờ, quy định thế tục. Chính thân giáo của sư tạo nên hoan hỷ lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến tâm hồn Phật tử nói chung và những người chưa phải là Phật tử nói riêng. Thân giáo, pháp hành hạnh đầu đà của sư có lẽ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về sự đa dạng pháp môn tu tập tại các tự viện lớn, các chùa to Phật lớn về pháp học và pháp hành. Và như một hệ quả sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho người đi theo con đường chánh pháp của Phật Thích Ca. Nhớ đến hình ảnh sư và hàng ngàn người đi theo trong một clip, tôi liên tưởng đến phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa. Khi chư Phật xuất hiện đã làm chấn động đất tâm của hàng triệu người, đất rúng động, nứt ra, hàng triệu chữ Bồ Tát vọt lên, tiếp bước chư Phật, hộ trì giáo pháp của chư Phật chánh đẳng chánh sát tại cõi Ta Bà này. Tôi cảm nhận rằng, cũng chính những con người theo sư đó, khi được Pháp Phật khai mở khiến tôi giác ngộ, họ trở nên dũng mãnh vô úy, phát tâm Bồ Đề, hộ trì chánh pháp. Tôi cũng nhận thấy bóng dáng của các vị Bồ Tát khác, của các cư sĩ, của chư thiên, lòng thần hộ pháp trong hình dáng những vị sư đi theo sư, người quét đường, trong thí chủ cúng dường, các chú công an giao thông, các YouTuber, các thương gia hộ trì. Đặc biệt và cũng rất kỳ lạ, trong số đó có một vị hộ pháp có tướng mạo rất hộ pháp khác lạ đã đến để đi theo sư. Người đó có khuôn mặt rất dữ, uy nghiêm, đôi bàn tay rắn chắc, hình dáng thật kỳ lạ. Trong một kiếp quá khứ, thường bất khinh Bồ Tát luôn luôn cung kính bất kể người đó là ai. Nay ta lại thấy được hình ảnh đó trong lời nói xưng hô của sư Minh Tuệ: con. Đây cũng là điều rất đặc biệt của sư Minh Tuệ. Rồi đây, cơn mưa rào mắt làm mang tên Minh Tuệ sẽ đi qua, nhanh hoặc chậm, nhưng đã để lại lợi ích to lớn cho mảnh đất tâm của nhiều người Phật tử, cư sĩ tại xa, những người thường nghĩ mình thiếu thốn, nghèo khó, những người luôn quả quyết rằng tiền là trên hết, sống vì tiền và vì mình trên hết, và cả những người mắc bệnh lo âu về tiền bạc, tài sản và về an ninh của bản thân và gia đình quá mức. Sư đã truyền cho bản thân tôi và nhiều người về lối sống thiểu dục tri túc, vô ngã vị tha. Xin thành kính đảnh lễ và tri ân sư từ xa, cầu mong cho sư thân khỏe tâm an để mang lại lợi lạc cho tất cả. Đến đây, tôi chợt nhớ đến lời bài hát Một đời người, một rừng cây của Trần Long Ẩn. Trong đó có đoạn: khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về một rừng cây. Một đời người mà làm được như sư Minh Tuệ thì thật là cao cả quý hiếm. Một rừng người đi bên cạnh sư, tự họ đã phản chiếu chân lý: một là tất cả là một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Viết nhân ngày lễ Phật Đản 2024, cư sĩ Ngộ Minh Thắng. Tu hạnh đầu đà hay nhập thế độ sanh? Thời gian gần đây, hiện tượng sư Thích Minh Tuệ tu theo hạnh đầu đà đi bộ từ Nam chí Bắc đã được quần chúng đủ mọi thành phần ngưỡng mộ. Họ chờ đón sư ở dọc đường, cúi đầu hoặc quỳ xuống lòng đường để đảnh lễ, tặng đồ ăn thức uống. Có khi tháp tùng sư một đoạn đường dài, có khi họ tu tập quanh sư tại nơi nghỉ chân, có khi là nghĩa địa, một ngôi nhà hoang hoặc dưới tàn cây, ngồi quanh sư để nghe sư thuyết pháp hoặc vấn hỏi một số vấn đề. Đặc biệt tại Thanh Hóa, có cả xe chở mấy chục học sinh tiểu học tung tăng chạy tới để chiêm ngưỡng và vái lại sư. Và lần đầu tiên một vị sư thuyết pháp tại một nghĩa địa. Sở dĩ sư Minh Tuệ được quần chúng ngưỡng mộ là vì sư là biểu tượng của một sự đoạn diệt được lòng tham, vì sư không nhận tiền bố thí mà chỉ nhận nước uống và đồ ăn trước giờ ngọ và không nhận nhiều để dành cho ngày hôm sau. Trái ngược với lối sống của một số tăng ni sống xa hoa với điện thoại, xe sang và đồng hồ Rolex, kêu gọi Phật tử đem hết tài sản cúng chùa hầu được phước, gom góp tiền bạc của Phật tử gửi về cho cha mẹ xây nhà. Sư là biểu tượng sống động của thời Đức Phật còn tại thế, với đầu trần, trần đất, y may bằng những mảnh vải nhặt được ở đống rác hay nghĩa địa. Sư không nhận những tấm vải đẹp do Phật tử bố thí, sư không an trú tại bất cứ nơi nào mà quá 3 ngày và tiếp tục du hành như thế cho đến chết. Sư là biểu tượng của một sự tận diệt cái ngã khi xưng con với mọi người. Khác hẳn với một số sư trẻ mới 30 tuổi mà xưng thầy và gọi các cụ 70, 80 tuổi là con, sư khiêm tốn nói rằng
mình không chứng đắc gì cả, mà chỉ làm theo những lời Phật dạy. Ngày xưa chư tổ chứng đắc rồi mới đăng đàn thuyết pháp. Ngày nay do nhu cầu hoằng pháp, các chùa đã tổ chức các lớp huấn luyện giảng sư trẻ. Đời tu chưa bao nhiêu cho nên nói thì hay, nhưng lời nói không đi đôi với việc làm, khiến tổn hại tới giá trị của đạo Phật và làm hoang ố các vị tu hành chân chính. Sư là biểu tượng của sự đoạn diệt si mê, mà ngày nay có cả trăm ngàn thứ si mê đang say đắm lòng người, như nữ trang, son phấn, quần áo, tiện nghi, xe cộ, ca nhạc, ma túy, tuyển lựa ca sĩ, thi hoa hậu. Trẻ con mới 5-3 tuổi đã biết ca hát, nhảy múa trên sân khấu. Theo tôi, sự tôn kính nhiệt thành của quần chúng đưa tới hai hệ quả và cho chúng ta thấy. Đây là hình ảnh sống dậy của đạo Phật đang bắt đầu sâu vào lòng quần chúng, vốn là nền tảng tâm linh và đạo đức của dân tộc qua gần 2.000 năm. Đó là dấu hiệu vô cùng đáng mừng. Đây là thành quả và công lao của bao tăng ni đã miệt mài công đức, ít ra là trong nửa thế kỷ qua. Sự bùng nổ của kỹ nghệ truyền thông và bùng nổ của những buổi thuyết pháp tại chùa hay trên các diễn đàn đã đem giáo lý của Đức Phật tới tận nhà của người dân. Trong cuộc sống đầy lo toan và căng thẳng đến chóng mặt của thời đại toàn cầu hóa và cách mạng khoa học kỹ thuật thứ năm, người dân đã bắt đầu thấy cần thiết phải có ông Phật trong tim hay trong nhà mình. Khi nhìn thấy sư Minh Tuệ, quần chúng nhớ tới hình ảnh của Đức Phật năm xưa. Thế nhưng, sự tán dương quá nhiệt tình của quần chúng đưa đến quan niệm cho rằng chỉ có sư Minh Tuệ là tu theo chánh pháp, còn hàng chục ngàn tăng ni đang ở trong các chùa, tịnh xá, tu viện kia không tu theo chánh pháp. Không phải là hình ảnh sống động của Đức Phật và các đại đệ tử khi Phật còn tại thế. Hình ảnh tăng ni hiện tại đang suy giảm trước nhãn quan của quần chúng. Là người học Phật, tha thiết đến đạo pháp và tiền đồ của dân tộc chúng ta phải suy nghĩ như thế nào? Có phải tu theo sư Minh Tuệ là theo đúng chánh pháp mà phải tu như vậy chăng? Đúng vậy, tu theo sư Minh Tuệ là theo đúng chánh pháp, nhưng đó không phải là pháp tu duy nhất. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy Tu Bồ Đề rằng pháp của Như Lai không hề có thấp cao, tức tu pháp nào cũng được, tùy theo căn cơ và tu đến nơi đến chốn. Còn trong Kinh Viên Giác, Đức Phật dạy Ngài Phổ Giác Bồ Tát rằng nếu có người nói rằng tôi diệt hết tất cả phiền não, thân tâm hoàn toàn không, không có, huống là cảnh giới hư vọng của căn trần, tất cả đều là vắng lặng để cầu viên giác. Nhưng tính viên giác không phải là tướng vắng lặng, cho nên gọi là bệnh. Rồi Đức Phật dạy Ngài Viên Giác Bồ Tát, những chúng sinh có đủ căn tính đại thừa, hoặc Đức Phật còn tại thế, hoặc sau khi Phật nhập diện, hoặc đương thời mạt pháp muốn tu hành, hoặc trụ trì một cảnh chùa, lĩnh coi đồ chúng mà có duyên sự thì tùy phận quán xét như tôi đã nói. Như lời Phật đã dạy Ngài Phổ Giác trong phần ở trên như sau. Tuy là hiện trần lao, làm việc khó nhọc ở đời mà tâm thường thanh tịnh, thị hiện ra có lỗi lầm để tán thán hạnh thanh tịnh, không để chúng sinh xa vào chỗ không giới luật uy nghi. Sư Minh Tuệ theo hạnh tịch tỉnh, không nhận độ chúng, đệ tử và Phật tử, sống riêng một mình, không tăng đoàn, khổ hạnh để đoạn trừ phiền não giống như hạnh của các vị La Hán. Thế nhưng, còn cả ngàn tăng ni đang chủ trì các ngôi chùa, thu nhận đệ tử và phục vụ quần chúng, đang là các Bồ Tát nhập thế để hằng thuận vì lợi ích của chúng sinh thì sao? Tu theo hạnh Đầu Đà vì không còn tiếp xúc với đời cho nên ít hoặc không còn phiền não. Tuy khổ hạnh nhưng dễ tu, còn khi đã nhập thế thì gần bùn cho nên dễ hôi tanh mùi bùn và khó tu hơn và rất dễ xa ngã. Chính vì thế mà các bậc tu hành an trú tại một tự viện, thu nhận đệ tử, giáo hóa và làm theo lợi ích của chúng sinh mà tâm không hề hôi tanh mùi bùn như Lục Tổ nói rằng hà sứ nhã trần ai, thì đích thực đây chính là các thánh tăng, cho nên chúng ta không thể coi thường các vị đang tu hành chân chính tại các chùa, tịnh xá và tu viện. Cứ thử tưởng tượng khoảng 30.000 tăng ni trong nước và cả ngàn tăng ni hải ngoại bỏ cả chùa chiền, tu viện thành hoang phế để tu theo hạnh Đầu Đà để cho đúng chánh pháp và được quần chúng ngưỡng mộ, thì Phật giáo sẽ ra sao? Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, đạo Phật suy tàn tại Ấn Độ là vì sau khi Đức Phật nhập diện, các đệ tử của Ngài lui vào các hang động và núi rừng để ẩn tu và không thành lập được một giáo hội và các cộng đồng Phật tử vững mạnh tại các đô thị lớn. Chính vì thế mà Phật giáo không có ảnh hưởng hay sức mạnh để tác động tới chính quyền và sự tồn vong của đất nước. Sự thành lập một giáo hội và các tăng đoàn rất quan trọng. Chùa là nơi quy tụ quần chúng Phật tử, là nơi tu học và hằng thuận vì lợi ích của chúng sinh như Vu Lan báo hiếu, các lễ hằng thuận, cầu an cho gia đình và cầu siêu cho vong linh người đã khuất, nuôi dạy cô nhi cùng tổ chức các đại lễ cầu quốc thái dân an cho quốc gia. Cứ thử tưởng tượng, cả chục ngàn tăng ni lang thang khắp đất nước, ngủ ở núi rừng, nghĩa trang,
Gò Mã, ngày ngày đi xin ăn. Lúc đó sẽ là hình ảnh không đẹp, mất vệ sinh và gây khó khăn cho đời sống của người dân. Với đời sống cá nhân như thế, không tăng đoàn thì làm sao tổ chức được các đại hội Phật giáo trên toàn thế giới để nói về các vấn nạn của thời đại như biến đổi khí hậu, bạo động, chiến tranh. Con người chạy đua theo vật chất quá đáng, không hợp quần, không tổ chức thì làm sao có đại lễ Vesak nhân ngày Phật Đản với sự tham dự của các tổ chức Phật giáo trên toàn thế giới cùng với sự tham dự của Liên Hiệp Quốc và các vị lãnh đạo quốc gia của các quốc gia Phật giáo. Phật giáo đã trải qua hơn 2.600 năm. Cốt tủy của đạo Phật vẫn còn nguyên, nhưng pháp tu phải thích ứng với thời thế theo lời dạy. Tùy duyên nhưng bất biến. Nam Tông tu hơi khác Bắc Tông và Mật Tông, nhưng tâm của tất cả đều đồng một pháp tính. Tất cả đều là con Phật và đều thành Phật. Với trình độ văn minh, khoa học và đầu óc chuộng luận lý, logic, người Hoa Kỳ và châu Âu không quý trọng lối tu khổ hạnh hay ép xác đã có trong tôn giáo của họ từ ngàn xưa. Họ quý trọng một người tu hành bình thường nhưng có phẩm hạnh và trí tuệ tuyệt vời, và nhất là lòng từ bi và bao dung. Cho nên pháp tu thiền và ngày nay Mật Tông đã phát triển mạnh trong thế giới Tây Phương. Nếu hình ảnh và lối sống của Sư Minh Tuệ được phổ biến ở các quốc gia Tây Phương, họ sẽ ngạc nhiên tự hỏi: tu ép xác như vậy để làm gì? Bộ tu hành trong các tu viện không được chứng đắc hay giải thoát sao? Đạo Phật được cả thế giới ngưỡng mộ không phải vì pháp tu khổ hạnh, mà là một tôn giáo của trí tuệ, hòa bình, bao dung, bình đẳng và bảo vệ môi trường. Vậy thì quý Phật tử Việt Nam chớ vì lòng cung kính với Sư Minh Tuệ mà coi nhẹ bao nhiêu tăng ni trong và ngoài nước đã và đang tu hành chân chính, làm công việc cứu khổ, độ sinh và giữ gìn gìn mối tâm linh, đạo đức cho dân tộc trong bao nhiêu năm qua. Bản thân tôi rất quý trọng cá nhân và pháp tu của Sư Minh Tuệ, nhưng đó không phải là một pháp tu duy nhất. Phật có tới 84.000 pháp môn cho tăng ni, tùy căn cơ và hạnh nguyện của từng người. Hiện có một vị sư Trung Hoa đang hoằng pháp tại Phi Châu. Sư đã phát nguyện sau khi vãng sinh, Ngài sẽ tái sinh tại Phi Châu để tiếp tục làm công việc hoằng hóa chúng sinh tại lục địa đen này. Phải chăng đây là một vị Bồ Tát vào chốn trần lao gian khổ để giáo hóa chúng sinh như lời dạy của Phật trong Kinh Viên Giác mà đâu cần phải tu theo hạnh Đầu Đà? Sư Minh Tuệ là đóa hoa thơm trong vườn hoa Phật giáo, nhưng còn rất nhiều đóa hoa quý khác như Đạt Ma Tổ Sư, rồi tới Lục Tổ, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Bồ Tát Quảng Đức và bao thánh tăng, thiền sư của Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma của thời đại ngày hôm nay. Xin cúi đầu đảnh lễ tất cả. Thế giới này là thế giới của nhị nguyên tương đối và không thể có tuyệt đối. Chỉ có tâm là thành Phật, còn thế giới vật chất thì muôn đời vẫn như thế. Trước khi Phật ra đời, con chim đã ăn con sâu. Khi Phật thành đạo và chuyển pháp luân, con chim vẫn ăn con sâu. Và sau khi Phật nhập diện, con chim vẫn ăn con sâu cho tới ngày hôm nay. Dù Thái tử Tất Đạt Đa tu thành Phật, nhưng vẫn không thay đổi được thế giới này. Đó là luật vô thường và sinh, lão, bệnh, tử. Khi đói, Phật vẫn phải ăn. Do đó, con đường đúng đắn và dòng chính vẫn là trung đạo. Tức sống ở đời bình thường, nhưng giữ nghiêm giới luật và vui với đạo như lời dạy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cư trần lạc đạo và đặt đức từ bi lên hàng đầu. Còn Phật xuất thế thì phải chờ thêm vài ngàn năm nữa. Thiện quả Đào Văn Bình, California, ngày 10 tháng 5 năm 2024.